Dạ, ở đây thì theo hôm qua có mấy khách gọi điện cho bên em ấy, xong rồi hỏi em ấy còn con giải mã đền ông nó không thì qua đây cho anh, nhưng mà hôm qua thì nhà em cũng bận xong rồi tìm cũng chưa thấy. Đấy, xong sáng nay cũng mấy khách gọi điện qua, sếp gọi điện ra cửa hàng ngay lập tức và các em tranh thủ vào tìm đi, không bây giờ khách của anh nhiều quá luôn rồi. Đấy, thì sáng nay thì khách cũng tới cửa hàng mà hôm nay nhà em nhân viên lại nghỉ, hay là chia nhau ra, một thằng vào quất được một con duy nhất các bạn ạ, em không hiểu tại sao luôn. Đấy, ở đây thì đang có một con giải mã của Đền Đông, đời là đời hai số luôn các bác nhá. Có mã là ME33, đẹp xuất sắc luôn, không có gì để mà phải chê trách các bạn. Đấy, những cái con giải mã này thì thôi thuộc dạng là đời cao rồi, chất âm phải nói là cực đỉnh. Nữa thì bây giờ thì nó được kết nối tích hợp nhiều chức năng vào ấy, các bác xài nó cũng đỡ hơn cho mọi người. Đấy, mọi người về gắn cho em thêm loa vào đây là nghe trực tiếp được luôn rồi. Ngoài ra này có thêm cả cổng để gắn súp cho mọi người nữa. Đấy, chỉ những dòng đời cao mới có gắn thêm súp thôi nhá. Đấy, nghe đài FM AM khi bộ gắn anten, hai cổng quang cho mọi người luôn, một cổng vào một cổng ra. Nhiều lúc thì chẳng hạn mọi người muốn lấy quang từ đây để ra những cái bộ dàn âm thanh khác chẳng hạn thì mọi người có thể lấy quang ra, còn hiện tại thì em đang cắm quang từ tivi vào đây nhá. Đấy, quang từ tivi nó sẽ có một cái đầu đỏ như này, các bác cắm cho em vào cổng in. Đấy, phải đúng cổng in nhá. Đấy, mọi người cắm vào đây. Đấy, sau đó thì các cổng để kết nối với điện thoại, máy tính. Nếu mọi người nghe trực tiếp điện thoại, máy tính thì mọi người cắm cho em vào cổng in. Đấy, còn nếu như bác nào mà lấy tín hiệu ra thì mọi người lấy out từ đây ra để ra những bộ dàn khác nhà mình nhá. Đền Đông ME33 sử dụng điện 100V, công suất của cục là 55W nha các bác nhé. Đấy, về chi tiết của cái cục công suất này, sau đây em sẽ bật lên và test thử luôn các chức năng cho mọi người nhé. Đấy, cái này thì nó có luôn cả cái phần CD, nó tiện cho các bác luôn. Đấy, về mình đôi lúc mình thay đổi, mình nghe điện thoại máy tính rồi mình có thể nghe những đầu tư một hai cái đĩa gốc, sau đó thì mình sử dụng nghe nó cũng chất lượng hơn rất là nhiều. CD thì các anh lưu ý cho em là mọi người chọn cái đĩa chất lượng một chút để cái mắt này được hoạt động tốt nhất nhá, chỉ ấn mở ra sau đó ấn play CD là được. Đấy. Next bài thì anh có thể next bài đây nhá. Đấy. Nữa thì cái này thì là đầu đời cao ấy, các bác có thể điều chỉnh bát tép ở trên mặt máy luôn. Đấy, mọi người thích nghe nhiều bát thì mọi người tăng bát giúp em. Đấy, muốn nghe nhiều tép thì mọi người tăng tép nhá. Ở những cái đầu thường đầu thấp mà đời thấp ấy thì nó sẽ không có điều chỉnh bát tép. Mà muốn điều chỉnh bát tép thì các bác bắt buộc phải mua khiển, mà thêm khiển thì nó đã thêm cái chi phí cho mình rồi, đúng không ạ? Đấy, sau đây em sẽ test thử sang cổng quang cho mọi người nhá. Quang thì mọi người ấn cho em sang OBT là được. Đấy, phải chuyển đúng cổng. Giả sử chuyển sang cổng cắt thì nó sẽ không có tiếng, nó phải đúng OBT nhá. Đấy, đây là quang nhá. Thank you.
quang ra rất là chi tiết nha các bác nhé. Với những cái cục giải mã quang như thế này thì nó sẽ giúp cho mình cái chất âm nghe hay hơn, sâu lắng hơn rất là nhiều, và hơn nữa thì nó sẽ bảo vệ tốt cho cả cái loa cho cái loa tivi nhà mình nhé. Bởi vì nhiều khi mình chuyển kênh nhiều ấy, mình bật to nhỏ thì nó sẽ bị ảnh hưởng, lâu dài nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều đến cái loa đấy. Thì cái con này thì hôm nay em bán gọi là xíu xíu cho mọi người nhé, là 2.100.000. Bình thường em đã bán là 2.250.000 đấy, nhưng thôi hôm nay em để mọi người 2.100.000 nhá. Bác nào lấy thì liên hệ luôn với em, số điện thoại bên em là 0966 594 581. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Hiện tại là em tìm được đúng một con duy nhất này nhá, đấy là CD rồi quang các thứ hoàn chỉnh mọi người đấy. Bác nào lấy thì nhanh tay, chứ còn những con khác thì nó có con thì không CD, con không quang được đâu. Đấy, thế nên là bác nào lấy thì liên hệ luôn nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.